em lại không thể hết được. Và các bạn nó lúc nó chơi rất đẹp nhưng mà xong rồi nó lại dừng. Một phải cứng đét luôn. Không chơi phải. Bây giờ lên hắc lây rồi dựng gì nữa. Ui dồi. Không điểm trừ. Nó đẹp. Chạy kìa. Yeah. Là thế này luôn. Muốn lượn. Nhưng mà bây giờ loại mất đuôi nhá. Thì nó thôi cái đuôi nó không được làm mà. Vì nó lại mất đuôi. Chạy đẹp hả? Anh Nghiệp lại khiển lại. Đó. Đi đâu cũng thấy mang nan mấy cả mang nẹp mấy cả lồng mới cống. Sao? Em có mấy ông anh ở Mạc Thị Bưởi tuy không nhiều nhưng mà rất hay tiểu sản. Trận chung kết của Hải Phòng. Ba con này không. Con rất dài.
chạy ngã ba này, ba là mình mạnh hơn rồi, biết đâu sang hiệp hai đó nó lại cứng đét, không biết đâu lần đâu chạy ba nó tùy gu và giám khảo đấy. Khảo thích kiểu chạy được bài đứa không nhỏ đâu. Em cẩn thận nhất bởi vì có thêm một cái phòng đây rồi. Anh cháu phải sóng đi chúng ta về quá chắc. Có được về phim 30 giây nhé, 30 giây. Một mình quyền chống mafia đang góc kia thôi thấy cái cửa thì rồi. Thì là theo thể lệ của miền Bắc, anh em khi mà thôi cũng bảo là anh em hạn chế tiền, anh em không tiền nhé. Em vẫn chấm 91 nhé. Anh cái 03 một ba linh hoạt đó là quá đẹp rồi. 91 nhé, tuyệt đối chơi rất mẫu mực. Trời quá mẫu mực rồi. Hình giật kìa. Không có điểm trên. Đấy, con này lúc này lại mất đuôi bèn bèn sao bằng con 91 được anh. Mà nó chơi từ đầu em không thấy nó gãy điểm tí nào. Cứ vậy thôi. Đó lại mất đuôi này, mất nhịp, con này mất nhịp. Thở. Thở. Chạy nhiều. Cái nét kia của con 91 thì lại không mệt được. Cắn keo ở đuôi sao? Nổi ấy nổi. Không giật ra chỉ một đấy. Ba bạn hai được hai. Ba được hai. Anh có con kia về luôn không? Hay là có? À, không lâu rồi nên chuẩn bị thôi. Om thủ. Kiên rapper này om mẹ. Về trăm lông. Nghe xong mỗi góc con. Có đến 50 con chưa? 15 con. Sao chết thì là nhưng mà cứ đi là thi nhau ăn cờ được rồi anh phải làm số thế không phải cơ mà bạn ba này như là mới thay lưng xong khu này à đúng rồi sơn lên sơn. Còn hai bạn anh em nhé, ba chơi thêm nhịp khá là bốn điểm. Chơi
ăn gì. 03 mà không chơi là con 86 nó gì đấy. 03 sẽ gì, nhưng mà nếu mà dịp này 03 mà không chơi nữa là 86 nó gì đấy. 86 gì thật. Vì 86 nó không di chuyển thôi nhưng đuôi nó vẫn có. Cái tuyệt vời của tính cách này. 91 nó vẫn chạy. Coi này nó vào Sài Gòn. Chuyển thôi đi. Chắc luôn thật. Thôi được con bét. Nó lấy cái đồng tiền này. Rít chặt chặt chặt. Chuyển sang hết lên luôn. Nhưng mà em thấy cơ chuyển vui. Ê, bắt chim nào. Nó vui, lúc nào cũng vui. Ôi, thì đâu ông sang chơi lửa được một hôm lúc nào cũng vui. Trông thì mẹ mất cả văn minh. Đứng như người hú to chim à. Không văn minh. Hỏi thôi chơi lửa không nghe là không biết sao lên nữa. Năm mình con của tổng này chỉ được cái đều đuôi đéo di chuyển mấy nhỉ? Không bằng anh đâu anh cầm rất là tuyệt vời đấy. Đã cắt pin bỏ pin ra đi em ơi. Cắt pin đi. Anh Sơn sang đây xin à? Mặt này anh cầm chẳng nói. Hai nhau ôm nhau đi. Theo đánh giá của nghệ nhân Mạc Thị Bưởi thì con nào nhất là con nào nhỉ? Chị Mốt nhất à? Con 3 hiệp 2 xịt hơn. Cái con nào nhỉ? Theo em là 86 nhỉ? Chín một nhất không ba gì như thế nó mới công bằng với con 03 là con 03 nó thể hiện rất tốt về 23 nó mới như cái hiệp một đấy. Hiệp một nó còn chín, nó còn nhỉnh hơn con 91 luôn. Đốm lưỡi mà. Vợ đi vắng nó khác tươi thế. Mẹ thế tăng tẩy được đi. Đây rồi, nó về hôm qua cho bọn con nghe anh ơi, thằng kia nó bán con chim xong nó không trả tiền em luôn à?